Ok, bạn Gia Hân hôm nay có nhiều con vật thế. Bạn Gia Hân thích chơi con gì trước nào? Đấy là con gì bạn Gia Hân? À, con hươu muốn đi trượt tuyết cả. Con đấy là con giống như con tuần nộc mà kéo ông già Noel đúng không? Cả kéo người bị thương nữa cơ. Ok, thế bạn cho con hươu chạy nào. Ừ, đúng rồi. Con gì đấy nhà con nhỉ? Con này con khủng long gì? Con khủng long đấy nó đẻ trứng không? Thế con nào đẻ trứng nhỉ? Con đấy à, với con kia à? Rồi thì hai con kia. con cho con khủng long nó chạy đi. Con gạt đi, gạt ngang đi. Ra đang nghe gì đây? Nghe con khủng long. Kêu bạn à, ra có sợ không? Có lại chạy à? Không, còn ai ngồi đi không sợ đâu, có bố đây rồi mà. Con ngồi xuống. Hôm nay con thích con gì đấy con? Con lợn tên tiếng Anh là gì con biết không? Con lợn dậy rất nhanh nhanh. Con cho bạn cá sấu chạy đi ha, cho bạn khủng long đẻ trứng nha. Ừ, thì con cho nó chạy đi. À, trứng bọn con bỏ đi chỗ khác rồi à? Từ giờ chơi không được mang được chỗ khác nhá. Ăn rất là giỏi. Con thích bạn khủng long không? Ăn nhiều rau vào mới tốt đúng không? Con cho bạn cá sấu đi đi. Không, con
Sợ cá sấu á? Cá sấu nó cắn vào tay như nào nhỉ? Wow. Con cho bạn cá sấu đi đi. Đưa bố nào thì đưa bố con cá sấu nào. Rồi, đây là bạn cá sấu nhé. Sợ không mà ra sợ chạy ăn rồi. À, sợ quá chạy mất dép luôn. Ngồi xuống, ngồi khoanh chân vào con. Ngồi xuống khoanh chân vào. Cá sấu cắn nhau với con khủng long nhá. Con bỏ tay ra đi. Con bỏ tay ra. Tiếp theo con cho con voi hay là con khủng long hai đầu nhỉ? Con khủng long hai đầu có nhiều bố mẹ, có rất nhiều bố mẹ, nó thương yêu nhau. Yêu thương nhau. Khủng long lại có hai đầu nhỉ? Có giống như bố mẹ. Con lấy đi, lấy ra ngoài con. Nặng quá. To hơn. To à? Con có thích không? Ai mua cho con nhỉ? Bố mua cho con à? Cả mẹ nữa đúng không? Không phải mẹ ở nhà không. Ừ thì con bật. Con bật con khủng long chạy đi. Trứng nó lại đi rồi. Con đang ngồi đi, đang quay video mà. Con đi tìm trứng à? Cho con khủng long đánh nhau con cá sấu nhá. Cá sấu sợ con khủng long, con cá sấu đi lẻ đi đúng không? Con cá sấu cắn khủng long. Đi tai à? Con cho bạn voi đi nào. Elephant à? Con khủng long tên là nó có tên gọi là Dilophosaur. Không phải elephant cơ mà. Đây là con voi. Elephant. Con cho bạn voi chạy đi. Thank you.
Ra cho bạn lợn chạy chưa nhỉ? Chưa thì phải, ra cho bạn lợn chạy nào. Không phải bạn lợn kia. Con lấy bạn lợn này đi. À, bạn lợn nước chạy rồi đúng không? Thôi, thế con cho bạn chạy một vòng nữa thì chào các bạn nào. Xin chào các bạn nào. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh mình nhé. Các bạn hãy đăng ký cùng mình nhé. Rồi, con chào các bạn nào. Bye bye nhé.